Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và Ủy ban kỹ thuật trọng tài đã sa thải 6 trọng tài va sau cáo buộc làm dụng phân biệt chủng tộc với tiền đạo Vinicius Jr của Real Madrid. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và Ủy ban trọng tài đã đưa ra quyết định án phạt đối với trọng tài Iglesias Villanueva điều khiển va trận đấu giữa Real Madrid Valencia. Sau tình huống lùm xùm xung quanh câu chuyện của Vinicius nhận thẻ đỏ tại sân vận động Mestola. Ông Nacho Iglesias Villanueva bị đình chỉ ngay lập tức công việc tại phòng va của giải đấu, cùng 5 người khác sẽ nghỉ việc từ mùa giải sau. Bóng đá Tây Ban Nha hôm nay trở nên nóng hơn bao giờ hết vì câu chuyện của tiền đạo Vinicius Junior bị các cổ động viên Valencia phân biệt chủng tộc thậm tệ rồi còn bị đuổi khỏi sân vào cuối trận sau tình huống đánh nguội cầu thủ chủ nhà. Cầu thủ này sau đó bức xúc chỉ trích trọng tài và ban tổ chức La Liga đã thờ ơ với những hành vi phân biệt đối xử nhắm vào mình và đã gây ra những làn sóng tranh cãi mãnh liệt. Mới đây, chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã bày tỏ sự thông cảm với sự giận dữ của Vinicius, đồng thời bày tỏ sự phẫn nộ với nạn phân biệt chủng tộc. Ông nói: muốn bày tỏ sự đoàn kết với vinicius không có chỗ cho phân biệt chủng tộc trong bóng đá hay xã hội và fifa hoàn toàn đứng về phía cầu thủ trong những trường hợp như những gì đã xảy ra khi xảy ra hành vi phân biệt chủng tộc đầu tiên bạn phải dừng trận đấu sau đó cầu thủ phải rời sân thi đấu nếu những hành vi phân biệt chủng tộc tiếp diễn trận đấu phải dừng lại khi trận đấu thi đấu trở lại nếu các hành vi phân biệt chủng tộc vẫn tiếp diễn trận đấu phải bị hủy và đội có cổ động viên phân biệt chủng tộc phải bị sửa thua